Dự án nâng cấp mở rộng đường DT382 và DT376 là dự án quan trọng của tỉnh. Nhận thức được tầm quan trọng đó, chính quyền và các đoàn thể xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Gia đình bà Nguyễn Thị Đương là một trong 5 hộ của xã có diện tích đất ở nằm trong dự án đường DT376 cần giải phóng mặt bằng. Khi nhận được thông tin mở rộng đường, gia đình hết sức lo lắng, bởi trước kia gia đình đã một lần bàn giao mặt bằng mở rộng đường. Hiện diện tích chỉ còn 66m² dành cho 7 người ở. Nếu nhường đất, gia đình không biết ở đâu. Nhưng sau khi được chính quyền, đoàn thể tuyên truyền giải thích về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, gia đình đã đồng thuận với chủ trương. Gia đình đồng thuận hết để tạo điều kiện cho nhà nước làm đường cho nó nhanh, cho nó đẹp. Ngay sau khi nhận được chủ trương thu hồi đất nông nghiệp phục vụ dự án, đoạn tuyến quy hoạch mới ngã tư Tân Việt, gần 400 hộ dân có đất nông nghiệp đã đồng thuận phối hợp với địa phương, đơn vị chuyên môn tiến hành kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất. Trong đó hộ ít vài chục mét vuông, hộ nhiều lên tới gần 1.000 mét vuông. Gia đình tôi cũng có ruộng ở đây, thì coi là cũng nhất trí và tất cả các gia đình có ruộng ở đây cũng là đồng thuận để cho nhà nước mở cái đường nhánh để cho phát triển kinh tế. Trong cái quá trình triển khai và tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng còn lại khoảng 100 hộ dân là chưa đồng thuận, để người dân hiểu được và đồng thuận ủng hộ với cái quan điểm phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là của tỉnh. Cấp ủy chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền để những người dân này hiểu được cái sự cần thiết để nâng cấp hai cái tuyến đường giao thông thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Tân Việt, có mở rộng được thì mới phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xã Tân Việt có 2 dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh qua địa bàn là dự án DT382, DT376 với tổng chiều dài trên 3 km và đoạn tuyến quy hoạch mới tránh ngã tư Tân Việt có chiều dài khoảng trên 2 km. Để dự án được triển khai đúng tiến độ, ngay sau khi nhận được chủ trương, xã đã họp giao cho các thôn kết hợp với các đoàn thể tuyên truyền giải thích để người dân hiểu và đồng thuận. Nhờ đó, 5 hộ dân có đất thổ cư và 400 hộ dân có đất nông nghiệp đã đồng thuận với chủ trương nâng cấp mở rộng đường giao thông quan trọng của tỉnh qua địa bàn xã. Hiện công tác kiểm kê, đo đạc đã thực hiện xong. Để dự án hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, một mặt địa phương đẩy nhanh tiến độ xét duyệt nguồn gốc đất, mặt khác đơn vị thi công đang thi công hệ thống rãnh thoát nước, cống hộp, chuẩn bị thảm mặt đường, đoạn tuyến không phải mở mặt đường.